Tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996 tháng 4 âm lịch năm 2022. Đừng coi thường con giáp này trong tháng 4 âm lịch, bởi vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà, mua xe, tiền tiêu vô kể, bất kể là những con giáp khác ra sao. Nhưng đối với con giáp này thì chắc chắn sẽ giàu nứt tường đổ vách, sống trong giàu sang phú quý. Mệnh chủ tuổi Bính Tý tháng 4 âm lịch càng bị người đời chà đạp, khinh miệt, coi thường thì lại càng có nhiều thành tựu lớn lao trong công việc, có hậu vận vô cùng giàu có kể từ sau rằm tháng 4 âm lịch, khiến nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt. Thưa quý vị, vốn dĩ đời người phải trải qua rất nhiều những giai đoạn mới thật sự trưởng thành. Trời sinh mỗi người một số mệnh, chính vì vậy không phải ai sinh ra cũng được sung sướng thì chắc chắn sẽ sung sướng cả đời. Và ngược lại, không phải ai sinh ra đã chịu cảnh lầm than thì phải chịu lầm than cả kiếp. Con giáp này là một trong bốn con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, phúc phận song toàn, có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Thưa quý vị, có những người chỉ cần bước qua một giai đoạn khác thì vận mệnh sẽ thay đổi. Người xưa có câu, cuộc sống sung túc đủ đầy thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần may mắn. Chính vì vậy, trong 12 con giáp sẽ có những con giáp được trọn vẹn điều đó, bất kể cuộc sống của những người khác ra sao. Nhưng mà với con giáp này thì chỉ cần họ cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi. Nếu không giàu nứt tường đổ vách thì cũng sống trong giàu sang phú quý, không thiếu bất cứ điều gì và viên mãn đủ đầy trong năm 2022 Nhâm Dần. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi vận trình của những người tuổi Tý sinh năm 1996 trong tháng 4 âm lịch qua video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Tuổi Bính Tý là những người thuộc mệnh thủy. Trong cuộc sống họ chịu nhiều phen lao đao, vất vả. Tuổi thơ gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn, nhưng tới trung vận mọi sự sẽ dần thay đổi, giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ là những người có tài ngoại giao, linh hoạt trong xử lý mọi tình huống. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ bạn bè, họ lại hầu như không có bạn chí cốt bởi vì họ khó hòa hợp với bạn bè. Do đó, người sinh năm 1996 có thể có nhiều mối bạn làm ăn, cùng chí lớn, nhưng về phương diện bạn bè, tâm giao thì hầu như không có. Khi hành động, những người này có phần bảo thủ cứng nhắc, không dám đi ngược dòng chảy mà luôn thuận theo xu hướng. Đây cũng chính là điểm thể hiện khả năng tính toán và cơ trí, cảnh giác hơn người của họ, giúp vận thế của họ tuy không có nhiều nổi bật nhưng vẫn phát triển khá tốt. Tuy nhiên, quá cẩn trọng trong mọi chuyện khiến họ thà chịu cô đơn chứ không muốn mạo hiểm. Trong công việc, dù là cấp trên, đồng nghiệp hay cấp dưới đều có mối quan hệ khá tốt với người này. Họ có khả năng vận dụng mối quan hệ xã hội rất tốt, nhờ thế mà công việc suôn sẻ, thuận lợi. Xem tử vi tháng Ất Tỵ năm 2022, các bạn Bính Tý đa phần đều đã có cuộc sống tự lập. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa va vấp nhiều nên rất dễ bị lừa gạt, lợi dụng. Do đó hãy thật tỉnh táo, đừng dễ tin người mà gây hại cho bản thân. Đối với các cặp đôi, hai bạn có thể sẽ phải yêu xa cho nên hãy chuẩn bị trước tâm lý. Dù khoảng cách địa lý giữa cả hai có là bao xa, chỉ cần hai bạn luôn hướng về nhau, trao cho nhau sự tin tưởng và chân thành thì sóng gió nào cũng không thể khiến hai bạn buông tay. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Ất Âm Mộc nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Bính Tý trong tháng này cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết mà làm phật lòng những người xung quanh mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi năm 2022, cuộc sống của người tuổi Bính Tý có khá nhiều biến động. Gia chủ làm quen với môi trường công việc mới, khó tránh vận khí trồi sụt thất thường. Cần phải học cách đối mặt với chuyện không như mong muốn, qua đó bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Quan hệ xã giao không lý tưởng, gia chủ cần phải mở lòng hơn trong giao tiếp với mọi người, đồng thời không nên chấp nhặt người khác vì những sự cố không ai mong muốn xảy ra. Nếu vẫn đang đi học, bản mệnh nên tập trung vào nhiệm vụ chính, tránh tình trạng bỏ bê, lơ là học tập, nếu không dễ phải thi lại, học lại hoặc bị kiểm điểm khiển trách. Với những bạn đã bắt đầu đi làm thì đây chính là thời điểm để bạn cọ sát với môi trường mới. Hãy có thái độ khiêm tốn lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh, đồng thời có cách đối nhân xử thế thích hợp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an.
Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Bính Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tử vi tuổi Tý cho thấy gia chủ không gặp phải vấn đề gì lớn trong chuyện tiền bạc trong tháng này, bởi ngoài thu nhập từ công việc chính, bạn còn có những khoản thu phụ khác. Tuy nhiên, bạn cần học cách chi tiêu tiết kiệm, không nên phung phí cho những thứ đắt đỏ, không cần thiết. Bạn cũng có thể bắt đầu kiếm tiền nhờ những công việc ngoài giờ hoặc làm thêm. Mức lương ban đầu thường không cao, nhưng bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm đáng quý. Với những bạn đã đi làm thì tháng này sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, bản mệnh không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe. Tuy nhiên cần chú ý chế độ ăn uống và sinh hoạt sao cho điều độ, như vậy mới đủ tinh thần và sức lực để bắt tay vào công việc hoặc học hành. Người trẻ tuổi cần tránh đến những khu vực nguy hiểm như sông nước, nơi u ám vắng người để tránh những sự cố không đáng có. Các quý vị gia chủ tuổi Bính Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Bính Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người độc thân thường khá rụt rè, thiếu tự tin nên không có nhiều cơ hội để kết đôi. Tuy nhiên, bởi vì bạn vẫn còn trẻ tuổi nên đây không phải là vấn đề gì quá lớn. Một số bạn vẫn đang hài lòng với tình trạng hiện tại nên cũng không chủ động mở lòng với người khác. Trong gia đình, mâu thuẫn giữa cha mẹ với con cái hoặc giữa anh chị em trong nhà khiến bạn phải phiền lòng giải quyết. Cần học cách lắng nghe ý kiến của người khác, không nên bướng bỉnh, bắt người khác phải chiều chuộng theo mình, kẻo khó được an ổn về mặt tinh thần. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, Tháng Tỵ, Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu Thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuổi Tý. Đối với người tuổi Bính Tý trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 4 năm 2022, tức ngày 5 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 4 năm 2022, tức ngày 17 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Tý trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 4 năm 2022, tức ngày 12 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 4 năm 2022, tức ngày 24 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy.
Đây chính là hai ngày cắt lành trong tháng để các quý vị gia chủ có thể tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Tý sinh năm 1996 trong tháng 4 âm lịch. Qua đó, quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn chuông thông báo, đăng ký kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.